không phải là yếu tố tiên quyết để cho trẻ trở lại trường học an toàn, nhưng việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em vẫn là việc ưu tiên cần tăng tốc đẩy mạnh để đảm bảo độ bao phủ vaccine an toàn trong cộng đồng, cũng như đưa cuộc sống trở lại bình thường mới theo đúng nghĩa. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, khi nhiều bằng chứng và các loại vaccine cho trẻ em vẫn còn chưa có đủ thời gian nghiên cứu cụ thể, thì việc tiêm vaccine COVID-19 trước mắt được ưu tiên cho trẻ trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi. Và để đảm bảo tiêm đủ 2 mũi vaccine cho trẻ em, Việt Nam dự kiến cần khoảng 46 triệu liều. Hiện các địa phương đã được phân bổ vaccine và nằm trong diện tiêm đợt đầu đang tăng tốc triển khai tiêm cho trẻ một cách nhanh nhất và đảm bảo an toàn. Đây là một trong số 19 điểm tiêm vaccine COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng cho nhóm đối tượng từ 15 đến dưới 18 tuổi. Đưa con đi tiêm phòng, nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn tỏ ra khá lo lắng. Khi trên đường mình đi thì mình cảm thấy rất là lo lắng. Không biết là có được chú đáo không? Nhưng mà đến đây rồi thì thấy môi trường này thì em cảm thấy rất là yên tâm và cũng rất là mừng khi con mình được vào tiêm. Trong ngày đầu tiên triển khai, mỗi điểm tiêm trên địa bàn Đà Nẵng đã hoàn thành việc tiêm cho từ 1.000 đến 2.000 trẻ. Toàn thành phố không ghi nhận trường hợp nào bất thường sau tiêm. Em thấy rất vui là mình có thể tiêm để mà trở lại trường một cách nhanh chóng nhất. Em thấy rất là yên tâm bởi vì mọi người đều làm tốt cái công tác mà bảo vệ tiêm chủng với lại đủ cái phòng chống 5K. Theo Sở Y tế Đà Nẵng, đợt tiêm vaccine lần này sẽ diễn ra trong 3 ngày với số lượng tiêm lên đến 45.400 trẻ em trong nhóm tuổi từ 15 đến dưới 18. 19 điểm tiêm với 120 bàn tiêm được huy động là các điểm tiêm đã từng được triển khai chiến dịch tiêm chủng toàn dân. Thế nên, công tác tổ chức thuận lợi, đảm bảo quy chuẩn tiêm chủng và tiến độ như kế hoạch đề ra. Vấn đề về tổ chức điểm tiêm thì nó không khác gì so với tổ chức điểm tiêm cho người lớn, nhưng chỉ có một điểm nổi bật khác là học sinh đi á là phải có người giám hộ, thì trong đó là vừa học sinh đi và vừa người giám hộ đi thì cái số lượng người á nó sẽ tăng lên, ví dụ như là ngày này á tiêm cho 2.000 người thì nó tăng lên 4.000 người, cho nên vấn đề là vấn đề thực hiện khoảng 5K của giãn cách xã hội 5K thì rất là cần có nhiều lực lượng chức năng tham gia hỗ trợ như là dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, công an, quân đội vào để hỗ trợ. Hiện nay, nguồn vaccine để Đà Nẵng triển khai chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ em đã được Bộ Y tế phân bổ đầy đủ. Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành việc tiêm vaccine cho nhóm từ 15 đến dưới 18 tuổi, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi ngay trong tháng 12 trong năm nay. Chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em vẫn đang được tăng tốc thực hiện và tiếp tục triển khai ở nhiều tỉnh thành thuộc các khu vực phía Nam. Khởi động từ ngày 27 tháng 10, hai quận huyện là Củ Chi và quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tiêm vaccine cho trẻ em trên diện rộng ở tất cả 22 quận huyện và thành phố. Trung bình mỗi ngày, thành phố Hồ Chí Minh tiêm cho khoảng 130.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Nếu duy trì tốc độ này, trong vài ngày tới, địa phương này sẽ hoàn thành tiêm mũi 1 cho khoảng 780.000 trẻ em. Đây cũng là điều kiện để các em nhanh chóng trở lại trường học sau thời gian giãn cách dài. Là vào cuối tháng 11 thì sẽ hoàn thành cái kế hoạch tiêm mũi 1 và mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Đồng thời thì sẽ có kế hoạch từ tháng 11-12 thì sẽ tiêm nhắc mũi 3 cho nhóm có nguy cơ cao và cũng như là lượng tuyến đầu chống dịch. Sang năm 2022 thì kế hoạch sẽ tiêm mũi 1 và mũi 2 cho những trẻ từ 3 tuổi trở lên. Tất cả các địa phương cho đến nay đều thực hiện cái công tác chuẩn bị với tinh thần trách nhiệm rất là cao. Và chúng tôi cũng kiên trì cái quan điểm là những điểm tiêm nào đã đảm bảo đầy đủ các cái điều kiện an toàn và có cái kế hoạch tổ chức tiêm chu đáo thì mới cho tiêm. Với cái tinh thần khẩn trương nhưng mà không vội, làm sao để cho cái đợt tiêm này diễn ra một cách an toàn, nhanh, gọn. Và chúng tôi cũng có sẽ cố gắng tiêm hết cho các em sớm nhất có thể. Còn tại tỉnh Bình Dương,
Việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi cũng đã bắt đầu được triển khai từ ngày 31 tháng 10. Ước tính có khoảng 180.000 trẻ em sẽ được tiêm vaccine COVID-19. Trước mắt, tỉnh này đang tiêm cho các em ở độ tuổi từ 15 đến 17 với số lượng là khoảng 58.500 liều. Các độ tuổi thấp hơn sẽ có kế hoạch tiêm trong thời gian tới. Tại tỉnh Đồng Nai, trong cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, việc tiêm vaccine cho hơn 296.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi cũng đang được lãnh đạo tỉnh này tính toán. Đồng Nai dự kiến sẽ tiêm trước vaccine Pfizer cho học sinh các khối lớp 10, lớp 11 và 12. Khi có thêm nguồn vaccine, sẽ tiêm tiếp đến nhóm tuổi thấp hơn. Tỉnh chúng ta muốn mà đạt cái tỷ lệ bao phủ các em thì chúng ta phải tiêm sớm. Sở Y tế sẽ tiếp tục gọi là năn nỉ Bộ Y tế cấp thêm cho chúng ta. Tại chúng ta cần tới 300.000 liều để cho trẻ em, cho nên chúng ta sẽ xin thêm khoảng 200 mấy chục ngàn liều nữa để tiêm cho trẻ em. Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, một số địa phương khác ở khu vực phía Nam cũng đang bắt đầu lên kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi. Đơn cử như Bà Rịa, Vũng Tàu, ngành giáo dục và đào tạo của địa phương này đã đang tiến hành rà soát số học sinh trong độ tuổi tiêm vaccine COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời đang yêu cầu các trường tiến hành khảo sát ý kiến phụ huynh về vấn đề này. Với các em học sinh các lớp cuối cấp, phải học ở nhà trực tuyến online là một trong những thiệt thòi khó khăn khi phía trước là những kỳ thi quan trọng. Vì thế, các em đều mong muốn được sớm trở lại trường học trực tiếp. Hiện tại thì em rất là mong muốn được chích vaccine để có thể mà nói chung là thuận tiện hơn và nó dễ dàng để có thể di chuyển trong thành phố và có thể đi học được sớm hơn. Em rất mong muốn mình có thể được tiêm vaccine để em có thể đi lại thoải mái hơn và phòng dịch bệnh tốt hơn. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, trên địa bàn có khoảng gần 100.000 học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi cần phải được chích ngừa vaccine. Hiện nay, các trường học trong tỉnh vẫn đang tiến hành lấy ý kiến của phụ huynh. Đến nay, đã có hai địa phương hoàn thành, đó là huyện Đất Đỏ và huyện Mộc Xuyên, với 95% phụ huynh đồng ý đăng ký tiêm vaccine COVID-19 cho con. Dự kiến, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu sẽ triển khai tiêm vaccine cho trẻ vào giữa tháng 11 này. Giáo viên thì họ cũng rất ủng hộ và đồng tình, cũng như phụ huynh thì cũng họ cũng rất hoan nghênh vấn đề này. Tại vì nếu như học sinh mà được tiêm vaccine thì khi con em họ trở lại trường để tham gia các hoạt động xã hội sẽ được sự đảm bảo an toàn về sức khỏe. Đến nay thì chúng tôi đã phối hợp với lại y tế các khâu về kế hoạch cũng như là các cái số liệu khai báo của các em để phục vụ cho cái việc tiêm chủng đảm bảo sự an toàn và thích hợp nhất. Đến nay thì cái việc chuẩn bị thì chúng tôi đã sẵn sàng. Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, một số địa phương khác khu vực phía Nam đang bắt đầu tiêm hoặc lên kế hoạch tiêm cho trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi. Cũng theo ngành y tế, việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em sẽ được thực hiện theo các khối lớp từ cao đến thấp, lần lượt từ lớp 12 đến lớp 11 và lớp 10. Tiếp đến là học sinh trung học cơ sở từ lớp 9, lớp 8 và lớp 7. Đối với trẻ em không đi học, sẽ được điều tra và lập danh sách tại cộng đồng để đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội tiêm chủng. Thời gian tiêm mũi nhắc lại từ 3 đến 4 tuần sau khi tiêm mũi 1. Với các trẻ em đã từng mắc COVID-19, hoàn toàn có thể được tiêm vaccine sau khi khỏi bệnh và đã hết thời gian cách ly. Liên quan đến vấn đề nhiều phụ huynh còn băn khoăn, liệu vaccine có ảnh hưởng đến chức năng sinh sản hay gây đột biến gen với trẻ em hay không? Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương khẳng định, vaccine này đã được triển khai tiêm cho trẻ tại gần 40 quốc gia và đảm bảo an toàn. Vaccine sử dụng đúng là vaccine có thành phần mRNA của hai nhà sản xuất là Pfizer-BioNTech hoặc là Moderna. Sản xuất vaccine này để cung ứng chúng ta tiêm chủng cho trẻ em và được sự cho phép của Bộ Y tế Việt Nam. Thì cái thành phần mRNA của virus hoàn toàn không có tương tác với ADN của người. Thế cho nên chúng ta không có nguy cơ gây ra rối loạn biến đổi gen. Và như vậy là cái ảnh hưởng về lâu dài như là ảnh hưởng đến bệnh ung thư hay là những cái rối loạn vô sinh vân vân mà các anh các chị cũng như là các bậc phụ huynh đang lo lắng, thì cho đến hiện nay chúng tôi chưa tìm thấy cái mối liên quan giữa cái việc sử dụng vaccine của hai nhà sản xuất này. Theo ngành y tế, ở trẻ em, tỷ lệ phản ứng sau tiêm ở mũi 2 nặng hơn mũi 1. Các phản ứng cũng sẽ thông thường như ở người lớn. Tuy nhiên, việc theo dõi và xử trí sau tiêm với trẻ cần phải được thận trọng hơn.
Đặc biệt, các phụ huynh nên theo dõi trẻ 24/24 giờ sau 3 ngày đầu tiêm vaccine, tránh cho trẻ vận động mạnh. Chúng ta cần phải tiêm ở tại bệnh viện một số các tình huống, ví dụ như là các cháu có bệnh bẩm sinh hoặc bệnh mãn tính, thì để đảm bảo được an toàn hơn cho cái nhóm nguy cơ này thì cái vấn đề về sàng lọc là vấn đề rất quan trọng trước khi tiêm. Nếu mà trong cái quá trình tiêm thì chúng ta phải tổ chức những cái điểm tiêm phải đủ cái quy trình về tiêm an toàn, đảm bảo đủ được cái liên quan đến cái nhân lực am hiểu tốt về công tác tiêm chủng này, đấy, và đảm bảo được cái trang thiết bị phù hợp, và đặc biệt trong đó thì có những cái trang thiết bị liên quan đến cấp cứu, và những cái quy trình hướng dẫn cho pha thuốc của Pfizer để phải đưa ra cụ thể để cho mỗi cán bộ công nhân, mỗi cán bộ đi tiêm chủng để chúng ta đều nắm được. Các chuyên gia cũng khẳng định, mặc dù chỉ có một phần nhỏ có những tai biến viêm cơ tim sau khi tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, khi triển khai tiêm cũng cần thận trọng sàng lọc trước tiêm, theo dõi sau tiêm sát sao để có những xử trí kịp thời. Riêng với các trẻ có bệnh nền như béo phì, ung thư thì bắt buộc phải được tiêm tại các bệnh viện. Thống kê của Bộ Y tế, hiện Việt Nam có khoảng hơn 22 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 3 đến dưới 18 tuổi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc để đảm bảo có đủ vaccine tiêm 2 mũi cho trẻ, thì Việt Nam cần khoảng 46 triệu liều. Tuy nhiên, với số lượng vaccine cũng như kinh nghiệm của thế giới, hiện mới chỉ tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi. Riêng nhóm tuổi từ 3 đến 11 tuổi sẽ phải sử dụng một loại vaccine riêng. Hiện nay có trên 8 triệu học sinh ở cái lứa tuổi từ 12 đến 17 tuổi. Với cái số lượng vaccine mà chúng tôi ước tính sẽ tiêm đủ 2 mũi cho số lượng này là khoảng 16 triệu liều. Cùng với đó thì chúng tôi đã tiến hành rà soát thống kê cái đối tượng từ 3 đến 11 tuổi với cái số lượng trên 14 triệu liều triệu trẻ em. Và chúng tôi đang tiếp cận các cái nguồn vaccine, tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn, các nhà khoa học để chúng ta sẵn sàng là khi có cái vaccine mà có hướng dẫn có thể tiêm được cho trẻ em từ 3 đến 11 tuổi. Cũng theo Bộ Y tế, việc triển khai chiến dịch tiêm chủng cũng như với người lớn. Tuy nhiên, sẽ chia làm hai đợt. Đợt 1 sẽ ưu tiên cho các tỉnh thành có dịch và những nơi đã thực hiện giãn cách xã hội lâu ngày, theo thứ tự từ trẻ lớn xuống thấp dần. Chúng ta sẽ tiêm cho đối tượng là từ cao tuổi xuống thấp tuổi, tức là gì? Đầu tiên, trong đợt này chúng ta sẽ tiêm cho 16 đến 17 tuổi. Từ trong cái đứa tuổi như vậy thì báo cáo ông chí chúng tôi đề nghị là các địa phương là lập cái kế hoạch. Cái thứ hai là gì? Là chúng ta sẽ chia làm hai đợt. Đợt một sẽ tiêm cho các địa phương mà có cái tình hình dịch hiện nay đang nóng và những cái địa phương đã thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian qua. Và cụ thể chúng tôi sẽ tính toán tất cả các tỉnh này cũng sẽ được phân bổ cái vaccine về cho cái địa bàn đó để tiêm cho cái trẻ em. Trong cái trường cấp 3 chúng tôi cũng đã thảo luận rất là kỹ, mặc dù có lứa tuổi từ 15, 16, 17 nhưng mà chúng ta vẫn cứ buộc là phải tiêm cho lứa tuổi 17, thế xong 16 xong chúng ta sẽ lấn xuống 15. Quan điểm của Ban Chỉ đạo Quốc gia, ở thời điểm hiện tại chưa có đủ vaccine cùng một lúc để triển khai cho các địa phương. Tuy nhiên, để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường mới theo đúng nghĩa và học sinh được trở lại trường học an toàn, sẽ cố gắng sớm nhất có đủ vaccine để triển khai tiêm chủng. Điều quan trọng là khi được phân bổ vaccine, công tác triển khai tiêm tại các địa phương cần phải được thực hiện nhanh và đảm bảo an toàn. Bây giờ tập trung tiêm cho các tỉnh khó khăn trước, bởi vì lý do là các tỉnh này các cháu học sinh đã phải nghỉ một thời gian dài. Bây giờ mình ưu tiên tiêm trước cho các cháu, mà thực ra so với các tỉnh khác cũng chỉ trước khoảng đến một tháng là cùng thôi. Tới đây mình sẽ cố lo đủ vaccine. Chúng ta phải nhớ thế này, dù chúng ta có tiêm hết cho các cháu từ 12 đến 17 tuổi, thì vẫn còn các cháu dưới 12 tuổi, thế giới cũng chưa khẳng định là sẽ tiêm hay không. Cho nên kiểu gì rồi chúng ta cũng vẫn phải tổ chức cho các cháu đi học khi các cháu chưa được tiêm. Thì công chí lưu ý cái đấy trong cái tổ chức giáo dục. Hiện Bộ Y tế đã yêu cầu 63 tỉnh thành trên cả nước rà soát thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn theo các nhóm tuổi, từ 3 đến 11 tuổi, từ 12 đến 15 tuổi và từ 16 đến 17 tuổi. Và đề xuất nhu cầu sử dụng vaccine cho nhóm tuổi này để Bộ Y tế làm cơ sở phân bổ vaccine COVID-19 trong quý 4 năm 2021, đồng thời xây dựng kế hoạch tiêm chủng cũng như chủ động nhập khẩu nguồn vaccine COVID-19 trong năm 2022.